Hello. Chào mừng mọi người đến với trận chung kết của giải giao lưu cuối tuần giữa hai cặp vận động viên Hoàng Dũng và Ngọc Hiền. Vận động viên Hiền tuy là nữ nhưng đánh rất hay. Pha smart tốt của vận động viên Hiền. Số hiện tại đang là 2-0-2 nghiêng về đôi vận động viên Ngọc Hiền. Vô lưới tốt của vận động viên Hoàng. Đổi giao bóng. Vận động viên là phát bóng 0-2. Đổi tay. 0-2-2. Pha loài không qua lưới của vận động viên Anh Hoàng Dũng. Đổi giao bóng. Vận động viên này phát bóng 2-0-1. Đi vào lưới của vận động viên Nguyễn Thanh Ngọc. 2-0-2. Pha vô lê không qua lưới của vận động viên Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi giao 0-2-1. Về pha vô lê ra ngoài rất đáng tiếc của vận động viên Dũng. Đổi tay 2-0-2-2. Rất tiếc. Lại là một pha drive vào lưới của vận động viên Anh Hoàng Dũng. Đổi giao 2-0-1. Lên lưới đình không tốt của vận động viên Bùi Hiền. Tài 2-0-2. Pha vô lê đi ra ngoài của vận động viên Anh Hoàng Dũng rất tiếc. 3-0-2. Sao rồi. Pha trả giao không tốt. 4-0-2. Pha drive rất uy lực của vận động viên Ngọc để cho vận động viên Hoàng vô lê vào lưới. Số là 5-0-2. Đổi giao bóng và đỡ giao bóng. Pha giao bóng không tốt của vận động viên Anh Ngọc. Pha trả giao bóng đi ra ngoài của đội viên Ngọc. Số 1-5-1. Trời ơi, thật là đáng tiếc. Pha bóng vào lưới vô cùng đáng tiếc của đội viên Anh Hoàng Dũng. 1-5-2. Pha bắt bóng lên ra ngoài của Đỗ Minh Hiền. 2-5-2. Trả giao bóng không qua lưới. Số 3-5-2. Pha vô lê trên lưới rất tốt của viên Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi giao 5-3-1. Pha drop thả bếp không qua lưới của đội viên Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi tay 5-3-2. Pha bắt lưới đi ra ngoài. Vô lê đi ra ngoài khá đáng tiếc của đội viên Hiền. Đổi dao 3-5-1. Đổi
Đây, 352. Số 452. Trời ơi, quả slide trái tay không qua lưới của động viên anh Hoàng Dũng. Rào 541. Phạt ở ai? 5 giây. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Ngọc. 641. Ui dồi. Áo rồi. Paraguay đi ra ngoài. Khá đáng tiếc của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi tay. 642. Đổi dao. 461. Một pha vô lê trên lưới rất hay của vận động viên nữ Hiền. Vui Hiền. Đổi tay. 462. Ôi trời ơi. Một pha bỏ lỡ cơ hội ghi điểm rất đáng tiếc của vận động viên anh Hoàng Dũng. Đổi dao. 641. Và đinh chéo sân với ý đồ bắt ra màng rất khó của đội viên Nguyễn Thanh Ngọc cũng không thành công. Chặt quả đấy đi, quả mới. Và quả bóng hơi cao. 462. Và smart tốt của vận động viên Hiền. Đổi dao. 641. Và drop không thành công của động viên Hoàng. 741 thôi. Và ngoài quá cắt của viên Nguyễn Thanh Ngọc nên bóng đi vào lưới. Đổi tay. 742. Nếu bóng cho đội bạn đập của vận động viên Hoàng, số bây giờ là 842, hai đội đổi sân. Bóng tốt và bỏ bóng rất đáng tiếc của vận động viên Dũng. Số 942. Đào bóng ra ngoài. Đổi dao. 491. Trời ơi. Đây, 492. Trời ơi. Đổi
giao 9-4-1. Ok. Lê hơi thiếu lực của Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi tay 9-4-2. Và không qua lưới. Không qua lưới của vận viên Hiền. Đổi dao 4-9-1. Cố lên nào. Và smart bất bóng của vận động viên Anh Quang Dung. Số là 5-9-1. Và bài rất uy lực của vận động viên Hoàng để cho vận động viên mất vô lê không qua lưới. Số 6-9-1 rồi. Cố lên nào. Trời ơi, pha bỏ lỡ chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội của vận động viên Anh Hoàng Dung. Đáng tiếc. Đổi tay 6-9-2. Nữ. Tồn vào nữ người ta bắt hiền. Đổi dao 9-6-1. Áo rồi. Dồn nữa nha. Đấy rồi. Pha bóng đi ra ngoài cổ viên Anh Hoàng Dũng. 0-6. Ngay sau đấy thì lại là một pha loài với ý đồ đánh vào nách của vận động viên Hoàng, không thành công của vận động viên Nguyễn Thanh Ngọc. Đổi dao 6-10-1. Đây là một pha loài không qua lưới của vận động viên Anh Hoàng Dũng. 6-12. Và đỉnh không qua lưới của đội Việt Anh Hoàng Dũng. 10-6-1. Ui, một pha trả lao bóng không qua lưới của đội Việt Hoàng. 11-6-1. Qua thả bếp không thành công với Nguyễn Thanh Ngọc. 11-6-2. Đúng rồi, nghe trọng tài nhá. Đổi giao bóng 6-11-1. Một pha chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội của vận động viên Hoàng. Đổi tay 6-11-2. Trời ơi, phí quá. Anh Dũng, anh không biết tổn nữa. Đổi dao 11-6-1. Anh cứ phải đánh chéo tay à? Kém thật sự. Rồi, một pha lucky ball của vận động viên Nguyễn Thanh Ngọc rồi. 12-6-1. Dồn vào nữ ấy à, tao cứ đánh bên kia người ta đầy lại khó thế. Chắc mép lưới nhưng quay đầu lại của vận viên Hiền. 12-6-2. Bên kia. Đâu bên này mà.
thay đổi. Vô lê trên dưới, mất bóng của Liên Hoàng, đổi giao bóng. Thứ hai 6-1, 6-12-1. Bảy. Trời ơi, bỏ đi. 7-12. 2. Đánh vào chỗ Ngọc. Rồi mình kia đẹp đấy. Bắt được cái điểm không. Và rồi rất uy lực nhưng bóng lại đi ra ngoài của vận động viên Hoàng. Đổi giao bóng tỷ số là 12-71. Pha bắt lưới, vô lê đi ra ngoài của động viên Anh Bằng Dũng. Ngay sau đó là một pha giao bóng đi ra ngoài của bên Ngọc. Đó bây giờ là 13-72 rồi. Vô lê trên dưới với đồ ăn đi đối phương của anh mà cũng không thành công. 14-72. Kết thúc. Và như vậy là tôi đã tìm ra cặp đôi vô địch của giải đấu giao lưu cuối tuần, đó là đôi vận động viên Ngọc Hiền. Kết thúc livestream đây.